Thưa quý vị và các bạn, bệnh viện là nơi tập trung đông người, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch COVID-19. Vì vậy, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh đang triển khai và duy trì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế nhằm kịp thời phát hiện các ca có yếu tố dịch tễ, có nguy cơ cao để sàng lọc trước khi vào bệnh viện. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên việc khai báo y tế dễ dàng, thuận tiện hơn nhiều, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Sang. Đi khám bệnh trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, anh Nguyễn Hoàng Minh ở phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, khi đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang, được hướng dẫn thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, sử dụng điện thoại để khai báo y tế bằng cách quét mã QR thông qua ứng dụng Vietnam Health Display Reason. Tất cả các thao tác chỉ mất 2 phút để hoàn thành. Về việc sử dụng ứng dụng này để dùng để khai báo y tế thì em thấy là nó rất là tiện lợi cho mình và nó rất là nhanh, làm cho mình giảm cái thời gian mình đợi chờ cái việc khai báo y tế này. Và những khi mình đi khám trong bệnh viện thì lượng bệnh nhân rất là đông, cho nên là mình nó sẽ giảm thiểu cho mình cái thời gian mình đợi và làm cho mình khám bệnh nhanh hơn. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc khai báo y tế được Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang tiến hành bắt buộc với người dân khi đến khám chữa bệnh. Tuy nhiên, khi đông người bệnh cùng đến khám, việc khai báo y tế thông qua các ứng dụng Vietnam Health Play Reason, Bluezone, nCoV sẽ giúp giảm tải và rút ngắn thời gian làm thủ tục, tránh tập trung đông người. Chỉ cần điện thoại thông minh, sau đó truy cập vào các website của bệnh viện hoặc quét mã QR là có thể khai báo y tế và bệnh viện sẽ kiểm soát được thông tin của người bệnh cho những lần khám sau. Với những người lớn tuổi hoặc những người không sử dụng điện thoại thông minh, việc khai báo y tế được các nhân viên y tế hướng dẫn thực hiện trên các thiết bị điện tử của bệnh viện. Các bệnh nhân đến khám chỉ có các hình thức là họ có thể là bà con có thể là cài đặt phần mềm như phần mềm nCoV, phần mềm VHD là Vietnam Health Delegation hoặc là phần mềm Bluezone. Thì qua phần mềm này, bệnh nhân có thể khai báo y tế trước tại nhà, sau đó tới tay chúng tôi. Chỉ cần dùng phần mềm quét mã QR thì có thể nhanh chóng vào khu khám bệnh, không phải mất thời gian ngồi khai báo y tế như trước đây. Còn những người bệnh nhân mà bà con không có điện thoại di động hoặc không thể cài phần mềm thì có thể tới đây, chúng tôi sẽ có một lượng nhân viên rất là đông đảo tại ngay khu tiếp đón sẽ hỗ trợ bà con là khai báo trên phần mềm rất là nhanh chóng, ứng dụng các công nghệ để mà khai báo cho bệnh nhân và check in đến và check out đi cho bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế nội thuộc. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang có trên 400 lượt người khám và điều trị bệnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế là cần thiết, góp phần phát hiện, truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng các nguy cơ dịch bệnh một cách kịp thời.